Đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận tại xã Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh. Những đoàn xe nối đuôi nhau ngày đêm qua lại tuyến đường này, khiến cho tuyến đường này luôn trong tình trạng quá tải. Đặc biệt, những xe này khi di chuyển qua đây đã gây ra nhiều tiếng ồn, khói bụi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông tại khu vực cổng trường mầm non xã Tân Chi. Xe cộ nó đi rất là nhiều, cho nên chúng tôi có khi đó hàng tiếng ở đây chúng tôi cũng không vào đón các cháu được. Ô tô nó trốn vé, nó chạy qua đường này là dễ xảy ra tai nạn lắm, mà chúng tôi đi qua đường là phải đợi có lúc khoảng 10 đến 15 phút mới được. Đề nghị cấp trên là phải làm thế nào mà để cho ô tô là nó đi chính vào đường quốc lộ kia, chứ chúng tôi đón các cháu đây có nhiều cháu có khi nguy hiểm về ô tô. Không chỉ đường làng, ngay cả tuyến đê sông Đuống cũng là lựa chọn của nhiều lái xe. Bất chấp biển hạn chế trọng tải, các xe tải cỡ lớn vẫn vô tư nối đuôi nhau di chuyển trên tuyến đê, khiến nhiều đoạn đê đã bị xuống cấp. Kể từ khi mà trạm thu phí BOT 38 đi vào động từ mùng 1 tháng 4 năm 2018 đến nay, thì trên địa bàn xã chúng tôi cũng có xảy ra một số những cái nó bất thường so với trước đây. Khoảng 80% cái lưu lượng xe trước đây lưu hành ở quốc lộ tuyến đường mới này, thì bây giờ họ tránh và họ đi vào cái trục đường tỉnh lộ 276. Lưu lượng đi qua lại đây rất là đông, cùng một cái làn đường, thế nhưng mà các xe là nối nhau xuôi ngược đi suốt ngày đêm. Thứ hai nữa liên quan đến vấn đề tốc độ, thì trong khu dân cư bà con nhân dân đi lại sinh hoạt rất đông, nhưng mà xe với những cái tốc độ mà đi qua khu dân cư như thế này thì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề, tức là nguy cơ tiềm ẩn an toàn rất là lớn. Thứ ba liên quan đến cái tiếng ồn. Trước đây thì trong cái khu vực dân cư trục đường 276 của tôi thì có lẽ là không có hoặc là rất ít khi mà xảy ra tai nạn giao thông. Thế nhưng mà từ khi mà trạm thu phí cầu đi hoạt động và các xe tránh vào cái tuyến đường này thì có ít nhất khoảng gần chục vụ tai nạn. Trong đó có cả những cái vụ mà lật đổ xe, có những cái vụ va chạm, đặc biệt là có những vụ mà liên quan đến thương tật cũng như là đặc biệt là chết người. Theo tìm hiểu, lý do các xe rồng rắn đi vào tuyến đường nêu trên nhằm tránh trạm thu phí BOT 38, nối đường quốc lộ 1 với quốc lộ 5, nằm trên địa bàn xã Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh.